À, xem nào. Nghệ nhân này có ra có cho gì không à? Lê ve đấy kiếm cơm miếng cơm mà thế nào? Cho gì? Để anh quay lên cho cô bán cho anh được 100 cây này không để anh. Xin nhặt tí lá không người chưa xin bữa cơm nhé. Ok. Kiểu nghe lá rào rào thơm lắm nhỉ. Rất thơm. Ngửi thấy mùi Bác Hồ đấy. Này vào giá bao nhiêu đây nghệ nhân? 80. 80 vừa vào 100 ra đây 80. Đấy là hỏi cho chú quay em có bán được lên 100 không? Đi về báo 150 bây giờ này bảo chú quay có bán được báo 80. Vấn đề là mình cây to mấy tiền nha các bạn ơi. Đấy. Cây to 55 triệu các bạn. 500. Ừ, hay quá. Giá rất hợp lý luôn. Bao nhiêu 55 triệu. À 55 thì tưởng 500 thì bảo mày. Thôi, xung quanh nha. Cây nào? 55. À đây ạ. Cho bác xem cây 55 ấy. Mướt thật đấy. Mướt thật. Ồ, cái cây kia thì bao nhiêu không biết. Đó. Tiếp cái bố này, rút vào đấy. Con này nữa. Đấy, cái đấy các bác xem bao nhiêu mà nghe đâm chiêu lắm. Múc vào bác. Múc à? Đấy, các bác xem cái to. Cứ ở đâu vào giá là mình làm vào. Làm vào. Đây, nhiều đồ đấy. Đây, nhiều đồ hay ấy. Chứ không phải là số lượng mà là chất lượng. Đấy, quay trở lại cái này. Đấy, hay quá. Vào việc. Vào việc. À, liền lá thơm chưa? Không vô thì vô cái gì? Nhà mà to thì nha. Đấy, ông này cũng ghê gớm đấy. Báo 80 nhưng mà muốn bán 100. Giờ bảo làm nào giờ? Hay là ông nào mua 80 tôi bù 20 vào để tôi lấy thưởng 20 vậy? Đáng quá đẹp luôn. Đáng cứ tắt là như thế không này. Đấy phải gọi ngay không mất đấy. Tí nữa nhặt hết lá này nhá cho nó đẹp. Lông nhô. Ngồi đây vặt kiếm thằng cho nó 20 nó vào nó ngồi nó vặt. Vui tí chứ cây này vặt lá ra mới đẹp mà. Cứ để cắt nó lồm nhồm. Úi xời. Mà chửi mình đấy. Đấy. Cây này ngồi đây mãi các bạn. Thế giờ đôi khi là mình cứ nhìn cây nọ lại ra cây kia này mệt. Đấy. Cây này dở lắm đấy. Mê cây là dở lắm. Mẹ mê nói chung là mê cây đẹp là dở rồi. Mê cái đẹp là dở rồi. Cắt bớt nữa phải vặt nhiều không? Đấy. Cái loại lá nó giòn giòn thì vặt nó sướng mày chứ nó. Tháng qua ngược ngược sáng, mặt này ngược sáng. Đây này cái cổ đẹp này. Bắt đầu sang cái cổ đẹp đây. Đây anh H2T đây. Đây đây. Cây này siêu phẩm này. Đấy. Múc đi, đưa cả hai cây về đi. Em làm một khán giả của anh. À đi.
ra đây xem vui quá, mua được cây thì tốt quá. Đấy. Anh mới mua cây rắn làng đẹp nhỉ? À, hôm qua. Anh mua ở chợ này anh, hay là ở nhà riêng người ta? Đâu? Mua ở Thanh Hóa. Thi thoảng mới mua ở chợ được cây. Này này, giật tung lên nhỉ? Đẹp, chát trời. Đấy. Cái lùn đấy. Cái lùn đấy. Cây đang quay cây của anh Kiện nhé. Giờ lá như ngọc đẹp này làm gì nữa nha. Chỗ chiếc cái này hôm qua giá bao nhiêu anh nhỉ? Quyền bố 40 triệu chơi luôn cả chậu đẹp. Đấy, hôm nay video này quay hai cái to bên kia, cái to bên này, hai chủ khác nhau. Đây này, đẹp nhất chợ. Đấy. Vừa cổ vừa thụ. Lùn đấy, có cao chắc loanh quanh hơn mét tí thôi. Gọn gàng, nhìn to nhưng mà gọn gàng. Trong đầu thì còn chi rồi. Vừa kinh. Nhật. À nhìn nhật bên kia nhỉ. Lại cốt nạc ở đâu. À thế à? Tưởng nó rúi rúi gì đấy. Không. Thế lại bới rồi. Bới ra nó ở dưới đây. Thế mà nó để kia như trái nhìn nó. Bới ra dưới nó lại liền đi đâu. Chết dở nhỉ. Vừa mới quay xong đã lại đầy vườn hơn rồi. Đấy lại quay lại. Đấy. Anh Kiện, cây của anh Kiện nhá. Okay. Đấy. Con cháu là vây quanh đấy. Con cháu vây quanh. Đây là của ông nào đây nhỉ? Đây là chả biết cây của ai. Dữ liệu cũng tốt đấy. Đẹp à? Hôm qua gì? Qua à, lấy hôm rồi, hôm qua mới thử. Đây đỡ xuất quần bồi đấy. Đâu vào việc đấy. Cũng lành ấy, không có sẹo tiếp nhiều đâu. Cái này chả biết cây của ông nào. Chỉ muốn có cây ô tô đẹp. À đây à? À hôm chú có xin ảnh đấy đúng không? Đẹp. Hoa trắng. Nhiều hoa không còn mái. Bây giờ đang ra hoa đây. Đẹp. Hôm chú xem rồi. Bên đây thì triển lãm. Hôm nào lại về quê lại phải vào chú phát. Thì còn tác nghiệp đi cho anh em mọi miền biết. Lắm lấy về mà chơi em ạ. Làm việc mềm hơn được đấy. Đấy, anh nghĩ thiệt chí anh để cho rẻ hơn đấy, không sợ đâu. Anh em hiểu nhau là dễ vào việc lắm. Không thấy không? Đấy. Rồi các bác là hôm nay quay hơi mất tập trung, giả cái cây của ai kìa, của ai ở đây rồi. Đấy, số bản kiện này 0967 113 013 013 hả? Đây đi.
bao tiền? Bảy à? Bảy đâu? Đấy, các bác nhìn này khiếp luôn, có 7 đồng thôi quá, hoàn thiện. Nhiên là nó chỉ thế này thôi, nhưng mà để mà bỏ tầm 7 đồng này là bớ rồi, yên tâm đi các bác. Tầm cây của Thắng Vẹo. Cây này thụ mà nó gọn gàng, chắc nó chỉ cao lên quanh mét, hơn mét tí, hơn mét tí. Sạch cây, chậu chiếc ngon rồi, kê thôi. Ẩm cây. Về chỉ việc kê thôi. Cái này về chỉ việc mang đi chơi thôi. Đó. Rất gọn gàng cây. Thuộc loại cây to nhưng mà lại lùn thấp. Và em thích kiểu cái form kiểu tập trung này thôi. Đó. Hôm nay nó để lâu rồi, để đó. Đấy. Ok các bác, cây 7 triệu của Thắng.